Em thân mến, chủ đề hôm nay bài số 5, Welcome to On the Telephone. Chủ đề hôm nay sẽ rất là hữu dụng đấy các em, bởi vì là trong cuộc sống hàng ngày này hoặc là về sau trong công việc thì cô Trang chắc chắn rằng là chắc chắn một lúc nào đó các em sẽ phải take a message or leave a message or call somebody. Chắc chắn chúng ta sẽ phải gọi điện cho ai đó hoặc là nghe điện thoại từ ai đó. Chúng ta sẽ phải là ghi lại các cái thông tin cần thiết mà ai đó muốn để lại cho một người nào đó khác, đúng không nhỉ? Thế tất cả những cái tình huống đó thì chúng ta sẽ giải quyết trong bài ngày hôm nay, đó là bài On the Telephone. Rất là hay, các em hãy chú ý theo dõi nhé. Thế đầu tiên chúng ta hãy đến một chút với phần từ vựng của chủ đề này. Từ đầu tiên rất là quen thuộc rồi, đúng không? Chẳng có là ringtone, nhạc chuông. Bao giờ điện thoại của mình cũng sẽ để một cái bản nhạc gì đấy mình yêu thích để làm nhạc chuông, đúng không nhỉ? Tiếng Anh sẽ là ringtone. Ngoài ra, từ telephone, từ này thì quá đơn giản rồi, ai cũng biết rồi. Tuy nhiên cái cô Trang muốn nhấn mạnh ở đây đó là cái âm O rất là mềm. Chúng ta không nói là telephone rất là cứng, đó là tiếng Việt, đúng chưa? Mà ở đây chúng ta sẽ phải nói mềm hơn, cái âm O rất là mềm. Telephone, nhớ là chọn âm đầu nhá. Ok, điều tiếp theo của chúng ta khi mà điện thoại reo, đúng không nhỉ? Nếu mà bạn nào mà vẫn có những cái điện thoại mà nó hơi cổ một chút thế này thì chúng ta sẽ có cái cảm giác là mình nhấc cái ống nghe lên, đúng chưa? Thì tiếng Anh sẽ là lift the receiver. Lift the receiver. Đó, ống nghe của chúng ta sẽ là receiver. Ok, tiếp theo này, the receiver. Đó, thế thì cô Trang muốn nhấn mạnh ở đây là trọng thứ hai nhé, receiver. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ có the keyboard or the key. Nếu mà bạn nào dùng smartphone, điện thoại hiện đại hơn một chút, đúng không, thì chúng ta sẽ có màn hình để ấn số. Đó, chúng ta sẽ gọi là keyboard or the key. Thế còn khi mà chúng ta quay số thì động từ chúng ta quay số sẽ là dial. Dial the number. Ok, cô Trang nghĩ là những cái từ này rất là quen thuộc đối với các em rồi. Nhưng mà cái mà cô Trang muốn á, là các em phải nói thật là chuẩn xác nhá. Thế cái từ dial này, cái âm O rất là sâu trong cổ họng. Và kết thúc là âm L, chúng ta cong cái lưỡi của chúng ta lên một chút, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một từ chuẩn là dial the number. Alright, very good. Tiếp theo này, bạn trai nào đó gọi điện cho bạn gái mà nói năng hơi không tế nhị là sẽ gặp trường hợp này là bạn gái sẽ gì nhỉ? Hang up the telephone. À, sẽ dập máy luôn, không thèm nghe nữa, đúng không? Đó, thế thì cái từ hang up, âm nửa A nửa E nhá các em. Từ tiếp theo của chúng ta là text message. Nhiều khi á, là vội không nghe được, hoặc là điện thoại có vấn đề vân vân, hoặc là nhiều khi đọc tin nhắn thì sẽ tiện hơn, thì chúng ta sẽ có động từ là to text message. Ok, tiếp theo này. Chúng ta sẽ có động từ to answer the phone. Nghe điện, nghe máy, đúng không? Trả lời. Thế thì nhớ là cái từ answer, nửa A nửa E, đúng không? Và chọn âm đầu. Tiếp theo, ring. Chúng ta có ringing, đúng không? Nhưng mà ở đây thì lại là động từ ring, là đổ chuông. Đó. Nếu mà nhấc máy, không phải là lift the receiver nữa, đúng không? Mà chúng ta sẽ có một động từ khác, đó là pick up the telephone. Nhấc máy lên để nghe máy. Ok. Và các cái cuộc điện thoại, cuộc trao đổi qua điện thoại thì chúng ta sẽ có telephone conversation. Nhớ là ở đây chúng ta có viết là S nhưng đọc lại là Z các em nhé. Conversation. Ok. Rồi, ok. Thế bây giờ trước khi mà vào một cái tình huống cụ thể thì cô Trang sẽ ôn lại cho các em những cái cấu trúc câu hay dùng khi mà chúng ta trả lời điện thoại hoặc nghe điện nhé. Ok, đầu tiên bao giờ cũng sẽ là gì nhỉ? Chào hỏi cái người. Tất nhiên là chúng ta không nói chuyện trực tiếp với nhau, nhưng mà khi chúng ta nói chuyện qua điện thoại đó là cũng phải có một cái màn chào hỏi cho nó lịch sự, đúng không? Thì bình thường chúng ta vẫn sẽ chào hỏi là gì? Hello này, good morning, good afternoon, vân vân, đúng không? Và chúng ta sẽ giới thiệu tên của mình, tức là ai đó đang gọi. Nó có thể có rất là nhiều cách, nhưng mà cách thông dụng nhất, nghe em có thể nói cho cô Trang là This is John Brown speaking. This is John Brown speaking. Ok. Could I speak to cái gì đó, please? Ok. Tôi có thể nói chuyện với ai đó không? Chúng ta dùng cấu trúc này rất là lịch sự các em nhé. Could I speak to ai đó, thêm tên vào. Please, nhớ là có từ please đằng sau cho nó lịch sự em nhé. Hoặc là I like to speak to. Nhớ là I và like cũng là âm I rất là sâu trong cổ họng cho cô Trang nhé.
I'm trying to contact. À, tôi đang cố liên lạc với ai đó, chúng ta hoàn toàn có thể dùng động từ contact. Ok, tiếp theo, nếu mà chúng ta gọi và không, hoặc là chúng ta nghe máy mà chúng ta không biết là đầu dây bên kia tên là ai, chúng ta có thể hỏi là who's calling please? À, ai đang gọi đây, đúng không? Hoặc là who's speaking? Xin hỏi ai đang trả lời đây, đúng không? Where are you calling from? À, bạn gọi đến từ đâu thế? Are you sure you have the right number? Nếu mà mình cảm thấy là người bên kia nhầm máy rồi, mình có thể nói câu này. Are you sure you have the right number? Em cũng tranh thủ tập nói luôn với cô Trang nhé. Rồi, ok, tiếp theo này. Would you like to leave a message? Ví dụ như là bạn đầu dây bên kia và bạn muốn hỏi một ai đấy trong phòng nhưng người đấy đã đi ra ngoài rồi, đúng không? Mình có thể nói câu này. Bạn có muốn để lại tin nhắn không? Would you like to leave a message? Hoặc là nếu mà mình không muốn để lại tin nhắn, mình chỉ muốn người kia gọi lại cho mình có thể nói là could you ask him or her to call me back? Được chưa? Could you ask him or her to call me back? Hoặc là could you tell him or her that I called? À, bạn có thể nói với cô ấy hoặc là anh ấy rằng là tôi đã gọi đến hay không? Đúng không? Could you give me your name please? Nếu mình không chắc chắn là người bên kia tên là gì, để mà nói lại, mình có thể hỏi câu này. Could you give me your name please? Bạn có thể cho tôi biết tên bạn là gì được không? Hoặc là what's your number please? Hoặc là nếu mà chúng ta muốn ghi lại cái số của người đầu dây bên kia để cho chắc chắn với các tên và số, để nếu mà cái người đó, cái người mà đang vắng mặt ấy, là không có số, thì chúng ta cũng ghi lại hộ luôn, đúng không? Bây giờ các em hãy xem một tình huống với cô Trang nhé. Hello, this is the Multiplus company. Hello, is that the sales and marketing department? Yes, it is. How can I help you? I'd like to speak with Mr. Smith, please. Could I ask who is calling, please? Yes, my name is Michelle Anderson. Okay, Miss Anderson. Would you mind holding the line a moment? Thank you. Mr. Smith, you have a Miss Anderson on line one. Oh, no. I don't want to talk to her. Shall I tell her that you're busy and we'll call her back later? Yes, tell her that. Okay. How can I help you? I'd like to speak with Mr. Smith, please. Could I ask who is calling, please? Okay, Miss Anderson. Would you mind holding the line a moment? Ok, một tình huống cũng khá là thú vị và hay gặp, đúng không các em? Thế thì trong bài các em sẽ nghe thấy như thế này. Cô thư ký sẽ nói gì nhỉ? Hello, this is Multiplex Company. Xin chào, đây là công ty Multiplex. Hello, is it up to sales and marketing department? Xin chào, đây có phải là phòng marketing và phòng chăm sóc khách hàng sau sale hay không? Đúng không? Thì chúng ta cũng học luôn cái cụm này, after sales and marketing department. Department là phòng, đúng không? Đó. Yes, it is. How can I help you? Đây cũng là một cái cấu trúc rất là lịch sự để hỏi. Tôi có thể giúp gì được cô đây, đúng không? I'd like to speak with Mr. Smith, please. Tôi muốn nói chuyện với ông Smith, thưa cô. Can I ask who's calling, please? Tôi có thể hỏi là ai đang gọi điện được không? Đó. Yes, my name is Michelle Anderson. Vâng, tên tôi là Michelle Anderson. Okay, Miss Anderson, would you mind holding a line a moment? Thế chúng ta cũng học luôn một cái cụm rất là hay, đó là holding a line a moment. Đó, bạn có thể đợi hoặc là bạn có thể giữ máy một chút hay không? Thank you. Sau đó thì cô thư ký lại nối máy với sếp của cô ấy, đúng không nhỉ? Mr. Smith, you have Miss Anderson online now. À, ông Smith ơi, ông có bà Anderson đang chờ đầu dây bên kia. Oh no, I don't want to talk to her. Ôi không, tôi không muốn nói chuyện với bà ta một tẹo nào cả. Should I tell her that you're busy and will call her back later? Vậy thì tôi có thể nói với bà ta rằng là ông đang bận và sẽ gọi lại cho bà ta sau hay không? Yes, tell her that.
Vâng, hãy nói với bà ta như vậy. Ok, vâng, được rồi. Thế thì ở đây cũng rất là một vài cái cấu trúc rất là hay đúng không? Mình có thể học đó, và cái cách chào hỏi cũng như là cái cách mà chúng ta giới thiệu tên tuổi cũng như là hỏi là ai đang nói chuyện với Vân. Thì cô Trang muốn là sau cái đoạn này thôi là các em sẽ phải sử dụng được tất cả những cái cấu trúc đó các em nhé. Bây giờ hãy theo dõi thêm một cái ví dụ thứ hai. Taking a message. I'm afraid Mr. Smith is too busy right now to take your call. I see. Can you ask him to call me back, please? Certainly. Can I have your number? Yes. It's 444-1234. Thank you. Goodbye. Bye. Here you go. Oh. Did she say what she wanted? No, she just wants you to call her back. Anything else? No. Okay. Thanks. I'm afraid Mr. Smith is too busy right now to take your call. I see. Can you ask him to call me back, please? Certainly. Can I have your number? Yes. It's 4-1-2-3-4. Thế thì cái ví dụ thứ hai này, chủ đề của chúng ta sẽ là to leave a message. Tức là chúng ta sẽ ghi lại, nốt lại những cái thông tin chính của khách hàng khi mà khách hàng đã không gặp được cái người mà khách hàng cần gặp, đúng không nhỉ? Thế ở đây, cô thư ký sẽ nói gì đây? I'm afraid Mr. Smith is too busy right now to take your call. Tôi e là ông Smith quá bận để có thể nghe điện của bạn, đúng không? Thế ở đây cũng là một cái cách nói rất là lịch sự là cái điều gì đấy mà mình không mong đợi xảy ra thì mình sẽ nói cái cụm từ là I'm afraid that, hoặc là I'm afraid, và chúng ta thêm luôn một cái câu, một cái thông tin đằng sau, đúng không? Thế ở đây là chúng ta cũng học luôn cấu trúc là to be, to, xong rồi cộng với cả một tính từ, đúng không? To, sau đó là thêm to và cộng với cả cái động từ nào đó, tức là quá cái gì đó, quá làm sao đó, để mà làm gì đó, đúng không? Và cũng học luôn cái cấu trúc là to take your call, để nghe điện của bạn. Chúng ta sẽ dùng với các động từ to take, yeah. Chứ đừng dùng là to listen to your call. Đấy là mình dịch từ tiếng Việt sang rồi. Nhưng mà đấy không phải là cái cách học chuẩn. Cô nhắc lại nhé, đấy không phải là cách học chuẩn. Bởi vì chúng ta sẽ phải học cách người Anh nói thế nào, chúng ta sẽ nói lại như vậy. Chứ chúng ta sẽ không dịch là để nghe điện như vậy. Nghe là listen, đúng không? Điện là call. Vậy chúng ta sẽ có listen call. Ok, không phải như vậy. Nếu mà mình nói như thế thì khi mà nói như vậy với người Anh, người ta sẽ không hiểu đâu. Cho nên là cố gắng là mình học đến đâu mình chắc đến đó, mình học luôn các cái cụm từ về sau có những cái trường hợp tương tự là mình cứ thế mình áp dụng luôn thôi. Được chưa? Rồi, ok. Tiếp theo thì bà khách hàng sẽ nói là gì? I see. Can you ask him to call me back, please? Tôi hiểu rồi. Thế tôi hiểu rồi thì mình có thể dùng cái từ là I see. Ok, chứ cũng nhiều khi là mình cũng không quá cần thiết phải dùng là I understand đó. Thì nó nghiêm trọng quá. Đây là mình chỉ là mình hiểu rồi. I see. Can you ask him to call me back, please? Bạn có thể đề nghị ông ta gọi cho tôi lại được không? Đúng không? Certainly, tất nhiên rồi. Can I have your number? Tôi có thể có số của bà được không? Yes, it's 444-1234. Sau đó thì bà ta đưa ra số của bà, đúng không? Và sau đó mình cũng cảm ơn. Thank you. Và bà khách hàng thì nói là goodbye. Ok. Thế thì cô thư ký lại quay lại với cả nói lại với sếp của mình, đúng không? Here you go. Tôi cô ấy đưa cái tên bà ấy và số điện thoại, đúng không? Thế thì ông sếp mới hỏi là gì? Oh, does she say what she wants? Oh, bà ta còn nói là bà ấy cần gì không? No, she just wants you to call her back. Không, bà ấy chỉ muốn ông gọi lại cho bà ấy thôi. Anything else? Có điều gì nữa không? No, không. Ok, thanks. Bây giờ các em hãy cùng cô Trang nghe thêm một tình huống thứ ba vẫn trong chủ đề on the telephone nhé. Hello, Mr. Smith's office. Can I speak to Mr. Smith, please? I'm sorry, Mr. Smith is in a meeting right now. Oh, I see. This is an important call, though. Could I ask who is calling, please?
Yes, I'm calling from Mr. Johnson's office. To whom am I speaking? My name is Jane. I'm Mr. Smith's new secretary. Nice to meet you, Jane. Could you please have Mr. Smith call Mr. Johnson today? What is it about? Mr. Johnson would like to talk about the prices of your products. Okay, I'll tell him as soon as he finishes his meeting. Okay, thank you. Goodbye. Goodbye. Could I ask who is calling, please? Yes, I'm calling from Mr. Johnson's office. Mr. Johnson would like to talk about the prices of your products. Okay, I'll tell him as soon as he finishes his meeting. Như vậy tình huống thứ ba của chúng ta vẫn là chủ đề leave a message, đúng không nhỉ? Chúng ta cùng theo dõi xem là đoạn hội thoại này như thế nào nhé. Cô thư ký của ông Smith lại bắt đầu bằng câu Hello Mr. Smith's office. Xin chào, đây là văn phòng của ông Smith. Thì nếu mà là trong công việc, trong công sở thì đây cũng là một cái cách giới thiệu, tức là có điện thoại gọi đến thì chúng ta sẽ chào hỏi luôn và chúng ta sẽ nói cái văn phòng, cái tên văn phòng luôn, để khách hàng nếu mà có nhầm số thì cũng biết luôn nhá. Thì ở đây mình cũng giới thiệu luôn đúng không? Hello Mr. Smith's office. Xin chào, đây là văn phòng của ông Smith. Ok, can I speak to Mr. Smith please? Khách hàng thì nói là vâng, tôi có thể nói chuyện với ông Smith được không? I'm sorry, Mr. Smith is in a meeting right now. Tôi xin lỗi, nhưng mà ông Smith thì đang họp ngay bây giờ. Đó, ý là không thể nghe được cái cuộc gọi này đúng không nhỉ? Oh, I see. Vâng, tôi hiểu. This is an important call though. Nhưng mà đây là cái cuộc gọi rất là quan trọng. Could I ask who's calling, please? Tôi có thể hỏi là ai đang gọi được không nhỉ? Yes, I'm calling for Mr. Johnson's office. To whom am I speaking? Vâng, tôi đang gọi từ văn phòng của ông Johnson. Tôi đang nói chuyện với ai đây? Thế thì đây cũng là một cái câu mà nếu mà mình không rõ danh tính của cái người đầu dây bên kia, mình có thể hỏi là To whom am I speaking? Yeah. My name is Jane, I'm Mr. Smith's new secretary. Tôi, tên là Jane và tôi là thư ký mới của ông Smith. Nice to meet you, Jane. Rất vui được gặp bạn, Jane. Could you please have Mr. Smith call Mr. Johnson today? Bạn có thể chắc chắn rằng là ông Smith sẽ gọi cho ông Johnson ngày hôm nay không? What is it about? Tôi có thể biết là để nói về chuyện gì không? Mr. Johnson would like to talk about the prices of your products. Ông Johnson thì cũng muốn nói lại về cái vấn đề giá cả của các sản phẩm của bên bạn. Okay, I tell him as soon as he finishes his meeting. Vâng, tôi sẽ nói với ông ta ngay khi ông ta họp xong. Okay, thank you, goodbye, goodbye. Như vậy các em thấy ở đây thì cái văn phòng của chúng ta cũng khá là trang trọng, bởi vì là hai cô thư ký đang trao đổi cho hai bên công ty, đúng không? Thì chúng ta nhắc lại một chút này, có những cái cấu trúc rất là hay, các em nên ghi lại là to whom am I speaking này, đúng không? Đó, và nếu mà đấy là lần đầu tiên gặp, chúng ta cũng sẽ có cái cấu trúc là nice to meet you, sau đó thì có cái tên của người đối thoại này, và khi mà chúng ta đề nghị người kia làm cái việc gì đó, could you please, nhớ là could và please sẽ mang cho chúng ta một cái phong thái rất là lịch sự, rất là đĩnh đạc, đúng không? Và could you please have someone to call someone today? Đó, thì là chắc chắn rằng là bạn hãy để ông Smith gọi cho ông Johnson chẳng hạn, đúng không? Ngày hôm nay. Đó, thế thì đó, và okay, I'll tell him as soon as he finishes his meeting. Đó, thì chúng ta có thể học được cái cấu trúc rất là hay như vậy các em nhé. Các em thân mến, vậy là bài ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua được cả 3 tình huống cũng rất là hay gặp, trong đặc biệt là trong công việc. Thì cô Trang cũng đã phân tích cho các em từ mới này, những cái cấu trúc này, chúng ta cũng đã có cơ hội để nghe những cái cuộc trò chuyện, trao đổi giữa hai bên. Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe đi nghe lại nếu có thời gian, và thực tập tự các em hãy tập nói luôn theo cô Trang hoặc là theo cái đoạn băng mà các em vừa xem, để chúng ta làm sao có thể là có được những cái kiến thức cũng như là có một cái giọng rất là tự nhiên. Và khi mà phải handle some calls, khi mà chúng ta phải trả lời hoặc là nhận điện thoại, thì chúng ta sẽ có một cái sự tự tin nhất định các em nhé. Vậy chúc các em thành công, và cô Trang sẽ hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau. Goodbye.